Con thật sự xin lỗi cô. Đó là lỗi của con. Con xin lỗi cô. Cả hai đứa đã làm chuyện này, nên chuyện đó không hoàn toàn là lỗi của Nếu cô. Nếu không phải tại vì con thì Sê-chun... Anh ấy sẽ không làm những chuyện như vậy đâu. Là lỗi của con. Tôi cũng không thể tin nổi là thằng bé lại có thể làm chuyện như vậy. Đúng là người đời thường hay nói, ba mẹ không bao giờ có thể hiểu hết con mình. Nhưng mà... Tại sao cô lại muốn gặp tôi? Dạ vì... Con muốn xin lỗi cô. Vì mẹ con đã hành xử không tốt với cô rất nhiều lần. Con thay mặt mẹ con xin lỗi cô. Tâm trạng của mẹ con có thể thay đổi rất nhanh chóng. Và rất khó kiểm soát cảm xúc của mẹ. Mẹ con đã đặt hết mọi hy vọng của bà ấy lên con. Nhưng con lại làm trái ước muốn của mẹ. Vậy cho nên là lỗi của con. Mình gọi đồ uống trước đã. <laughs> dạ được. Dạ. Sau đây. Kêu bác ra đây rồi ngồi im như vậy hả? Chuyện là bác Minh Hồ à? Con thật sự yêu Na Dôn rất nhiều bác à? Được rồi, bác biết chuyện đó. Nhưng mà nghĩ kỹ, bố con không làm cách khác được sao? Nhưng mà chuyện là... Con không nghĩ được cách khác. Xin hãy hiểu cho con. Lý do con hẹn bác ra đây Chính là Na John cứ kêu con bắt đầu kinh doanh bằng tiền của cô ấy Nhưng con không thể làm vậy được Hai đứa con bây giờ Đều phải làm việc bán thời gian để kiếm sống Nhưng mà con Lúc nào cũng chỉ biết khiến cho Na John buồn Cô ấy chưa bao giờ phải nếm qua cực khổ Nên cô ấy không chịu nổi khi thấy con làm việc ở công trường Mặc dù con thì thấy không sao hết Vậy cho nên vậy cho nên sao bác hai là người duy nhất con có thể nhờ giả được chuyện này có thể cho con mượn một trăm triệu quân không không có lãi suất và đừng nói chuyện này với ai hết hai chị em con đã lớn lên rất khó khăn vì cuộc sống của mẹ con không giống như những người khác hai chị em con đã tự hứa với nhau sau này hai chị em nhất định phải sống một cuộc sống bình thường Nhất định phải về Con thích xe Jun vì anh ấy rất khác so với những người khác Ở bên anh ấy con cảm thấy mình được trở lại làm trẻ con Con thấy hạnh phúc hơn Và thanh thản hơn Con thực sự không muốn chia tay với anh ấy đâu Con không muốn đâu Nhưng mà nhưng mà sao? Trái tim con rất đau khi thấy anh ấy chịu khổ như vậy. Tất cả chỉ vì con. Ở nhà nó cũng làm vậy mà, có sao đâu. Nhưng giờ không giống vậy đâu. Anh ấy phải làm việc cực nhọc kiếm tiền để sinh hoạt dịch du lịch. Con đã cố ngăn anh ấy, nhưng anh ấy lại chuyển qua làm ở công trường. Anh ấy phải dán miếng giảm đau khắp cả người. Và tiếp thì trong sự mệt mỏi và đau đớn, anh ấy còn bị bầm hết cả người nữa. Nhưng anh ấy nói là anh ấy sẽ không sao Và kêu con đừng quá lo lắng Nhưng mà Hôm qua khi anh ấy về nhà con đã thấy Tay của anh ấy bị đinh đâm tới chảy máu <laughs> Một khi con ổn định rồi Mỗi tháng con sẽ trả 500 tới 1 triệu quân Cho dù chuyện làm ăn của con không ổn Con vẫn sẽ dành cả đời Để trả hết nợ cho bác Sao con cần nhiều tiền gì? tụi con định hùng vốn để mở một quán cà phê truyện tranh nhưng mà con lại không muốn gia đình biết chuyện này đâu bắt hai nhưng hai người đàn ông với nhau con xin bác hãy giữ bí mật chuyện này giùm con được không còn cô biết số tiền đó lớn như thế nào không dạ biết dù con trả cho bác mỗi tháng một triệu quân cũng cần phải hơn 8 năm mới trả hết con chắc chắn sẽ trả cho bác mà bằng mọi cách con cũng sẽ trả hết cùng được đủ Dạ. Dạ. Con có thể hiểu. Là bác không tin con. Không phải là chuyện tin hay không tin. Còn có ba mẹ và ông bà của con đang mong đợi con về. Làm sao bác có thể lén lút cho con mượn tiền như vậy? Bác làm vậy thật không đúng chút nào. Nhưng mà bác à, đó sẽ là bí mật giữa con và bác thôi. Không muốn về nhà, vậy con định sẽ làm gì? Con sẽ cố gắng làm việc để gia đình không thấy lo lắng nữa. Rồi sau đó con sẽ kết hôn và đi du lịch. Sợ khi suy nghĩ về chuyện này rất nhiều lần Còn không nghĩ chuyện tụi con làm là đúng Cô không biết sẽ khổ khi bỏ nhà đi sao Sự chuẩn không cần phải làm những việc nặng nhọc như vậy Còn có tiết kiệm được một số tiền Còn kêu anh ấy dùng số tiền đó để cùng nhau mở quán cà phê truyện tranh đi Nhưng mà Nhưng mà anh ấy quá cứng đầu Tất nhiên là nó không muốn rồi nó sẽ không chịu đâu sao nó có thể lấy tiền của cô như mẹ cô đã lo lắng được dạ con dự định sẽ quay trở nhưng dù con có về thì xe chun cũng không chịu về đâu con nghĩ anh ấy sẽ không về cho nên trước tiên ì 돈이고, 남의 돈이고, 돈 무서운 줄 알아야 해. 한달 얼마 버는 놈이 그렇게 큰 돈을 빌리자는 거야. 갚을 수 있고, 아니야. 지금 네 처지에 그런 dù là tiền của con hay của người khác, con phải biết chuyện tiền bạc rất nguy hiểm. sao con có thể nghĩ tới chuyện mượn số tiền lớn như vậy khi không có nhà mau về nhà đi. việc đầu tiên hãy xin phép gia đình hai bên để đồng ý cho hai đứa kết hôn với nhau sau đó có thể nhận được sự giúp đỡ của gia đình để tự kinh doanh. Lúc đó thì bác chắc chắn sẽ giúp cho cô. Thật ra thì bác hai à, không thể nói chuyện này với mẹ của Nayon được đâu. Trừ khi tụi con có con trước, nếu không bảy sẽ không bao giờ cho phép tụi con kết hôn. Mẹ của con cũng không muốn vậy. Cái thằng này con đã thử chưa? Thử nói chuyện đi. Mẹ của Nayon và mẹ của con có thể làm được cái gì chứ? Nếu bây giờ tụi con về nhà, Nayon sẽ lại bị nhốt ở trong phòng lần nữa. Giờ con sẽ lại là kẻ thất bại trước mặt gia đình. Bây giờ con không thể về nhà được đâu. Được rồi. Con cứ làm theo ý con muốn đi. Nhưng bác phải từ chối việc giúp con. Nên con cũng đừng quá thất vọng. Dạ. Nhưng mà bác hai à. Xin bác hãy giữ bí mật chuyện này. Giờ xin hãy quên cuộc trò chuyện hôm nay đi. Bác biết rồi thằng dốc. Ôi trời ơi, nhưng mà... Tay của con bị làm sao vậy? À, bác sĩ à, giờ bác sĩ tới đây đó Ờ, à, nghỉ về lâu 5 phút nha Dạ Chúng tôi sẽ bắt đầu gọi tên sau 5 phút nữa Xin mọi người hãy đợi thêm một chút Sao chúng tôi phải đợi lâu quá vậy hả Vì bác sĩ thường nghỉ một chút sau mỗi ca nội soi đó chú 5 phút trôi qua nhanh mà <laughs> Thật sao Nào dùng nó nói vậy à tôi nó no chắc đã chịu khổ nhiều lắm Chúng ta cũng đã biết trước vậy rồi Em tới đây để nói anh chuyện này sao Ủa bà ơi Con định chạy nhanh xuống để lấy thịt ra khỏi nồi luôn đó à. Ê Chà Đợi canh nguội bớt Rồi sau đó nêm nếm gia vị sắc thịt nhỏ ra Rửa sạch củ cải và hành lá Rồi trộn tất cả lại với nhau Nêm nếm gia vị lại lần nữa Rồi con để tất cả vào nồi nấu tiếp Dạ yeah. Đây là món ăn rất bổ dưỡng Rất tốt cho sức khỏe vào mùa hè đó Dạ yeah. à. Nhưng mà bà ơi hả à. bà có thể giữ bí mật được không được chứ từ trước tới giờ con có nghe ai nói bà nhiều chuyện bao giờ hay chưa vậy thì bà phải giữ bí mật chuyện này đó cho đến khi sehun nói là có thể bà cứ giả vờ như là không biết gì nha ôi trời ơi có chuyện gì sao con nghĩ là con có bầu rồi ừ. à, <laughs> nhưng mà tại sao phải giữ bí mật chuyện đó vậy à. bởi vì chị hi chưa có thai được cho nên con phải quan tâm tới chị ấy Sehun kêu con để bác sĩ xác nhận đã à, nếu vậy con nói đợi bác sĩ xác nhận lại nghĩa là vẫn chưa chắc chuyện đó hả không đâu con chắc chắn luôn con thử que thử thai và hiện một phần trăm dương tính luôn á que thử thai là gì à bà nói que thử thai hả nhìn nó giống như cái nhiệt kế nhỏ vậy đó con thử hai lần mà lần nào cũng nói là con có thai hết luôn á trời <laughs> ơi trời đất ơi mẹ ơi con về rồi ừ vào đi nếu vậy con phải làm thế nào để biết mình có thai khi con để nước tiểu của mình lên trên que thì nó nói là mình có thai hay là không có thai đó bà nó có thể nói được hả <laughs> nhưng mà bà không được nói chuyện đó ra dạ con nghe con đang ở đâu dạ ở nhà có bận không? Dạ không có, con rảnh mà. Được rồi, được rồi. Bà sẽ giả bộ như không biết chuyện gì, nên con đừng lo cho bà, mà lo cho bản thân con đi. Mà con cũng đừng có chạy nhanh quá, khi đi lên đi xuống cầu thang như vậy. Lỡ bị trượt chân thì có chuyện lớn đó có biết không? Dạ. Con đừng có mà cố sức giới tay lấy đồ để ở chỗ cao quá. Và dạ cũng đừng có đứng lâu quá biết không? Rồi con nữa, con cũng không nên khiêng đồ nặng quá, biết chưa? Dạ. Ừ. Rồi khi đang ngồi mà muốn đứng dậy thì không được bật dậy. Đứng dậy chậm chậm thôi. Nhớ phải cẩn thận mới được. Dạ. Ừ. Rồi còn gì nữa ta? Hai đứa cũng phải nên cẩn thận. Tới khi đứa bé trong bụng, nó phát triển khỏe mạnh cái đã. Hai đứa nhớ phải cẩn thận đó. Dạ, con đã đọc trước ở trên mạng rồi thưa bà. Nhưng mà... Con đợi đã. Không phải con đã có kinh hay sao? Dạ, nhưng mà bà ơi, thật ra thì... Chị... chị ơi! Ờ, trong bếp nè. Dạ, chào bà gì Bà gì có khỏe không? Xin chào mọi người. Ôi trời ơi, nóng như vậy mà không bật máy điều hòa lên là sao? Chị nên bật điều hòa trong những ngày nóng như vậy đi chứ. Ừ. Gì vậy? Cá tuyết. Lần trước em đi chợ mua mấy con cá tuyết rồi nấu với nước tương. Ăn ngon quá trời luôn, không có tanh đâu chị à. Ha. Em định đưa tiền cho tiệm bánh gạo nên ghé qua đây đưa cá tuyết cho chị ăn thử đi nè ừ tiệm đó bị gì không biết lấy bà gì đi nước đi dạ chồng bà đó vừa mới làm phẫu thuật xong sao em có thể làm ngơ khi đã biết tin được chứ em có cho họ một chút tiền đó ừ làm đúng đó Ai, trời ơi thật là sảng khoái dù sao thì gần đây em cũng bận lắm chị à mẹ chồng con đâu rồi dạ mẹ chồng con ở trên lầu cô làm cái gì mà bận rộn chứ Gần đây nhìn cô thấy kỳ lạ lắm <laughs> ừ, Chị lại vậy rồi Thôi được rồi Em phải đi về làm việc nữa Cô còn không mau thú tội đi Vậy nó thú tội cái gì chứ Mỗi lần mà cô cười tươi như vậy Là cô nói dối Rốt cuộc á là cô muốn nói chuyện gì Thì cứ nói thẳng ra cho tôi biết đi <laughs> Em đã trưởng thành rồi mà Nên chị không cần phải lo lắng cho em đâu Tuổi của chúng ta cũng đâu có khác nhau mấy Nếu em có mất hết tất cả Thì chị có thể nuôi em được mà Em lớn rồi có phải còn nít nữa đâu Ôi, Trời đất ơi con chào gì gì khỏe không ừ tạm biệt thái à, ba à, biết rồi biết rồi biết rồi mà biết rồi anh không cần phải vào trong bếp đâu em đã dọn dẹp xong hết rồi em vừa mới thay ra giường nữa đó sao hôm nay anh về nhà sớm vậy anh chỉ à. về nghỉ một chút rồi đi nữa anh có thấy mệt không cũng hơi mệt hình như từ trưa tới giờ bụng anh hơi khó chịu À, trưa anh đã ăn gì vậy mì lạnh đó Lấy thuốc giùm anh đi. Bởi vậy em kêu anh về nhà ăn trưa đi. Mùa hè mà ăn ở ngoài dễ bị khó tiêu lắm. Ở nhà để em nấu cũng được mà. Nếu không thì em ở nhà hàng làm gì chứ? Anh bị đau bụng hả? Cũng không phải là đau lắm. Nhưng cũng hơi khó chịu. Bụng trên hay bụng dưới? Anh bị đau ở đâu vậy? Anh uống thuốc xong sẽ hết đau mà. Em không cần phải lo cho anh đâu. Ơi ơi à. à anh nằm trên ghế và nghỉ ngơi đi anh đợi em một chút em sẽ giúp anh tiêu quá nhanh thôi đợi Ê chút này, nha đưa anh cái điều khiển đi Ê, thiệt tình anh ngồi yên đi để em làm cho em để cho anh tự làm được rồi anh để em làm cho anh cứ thử đi rồi sẽ thấy đỡ hơn mà đừng mà đừng mà à, 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 à. anh bị đau bụng cho nên anh mới cảm thấy đau ở đó Thôi thôi đừng mà được rồi Để anh làm, để anh làm cho Thấy <laughs> em biết rồi mà <laughs> Em sẽ nhẹ tay cho Không đau phải không à. Nhưng phải nhấn mạnh hơn nữa thì anh mới hết đau bụng được à, à, à. <laughs> Trời ơi phần cổ bên phải của ông đã hết rồi kìa Như vậy không ổn rồi Bị căng cứng hết luôn rồi nè Ông đi đến phòng khám để chăm cứu đi Được không có được không vậy umiran phụ nữ như là sao tự nhiên ông lại kêu tôi bằng cô vậy khi người phụ nữ không ở bên cạnh đúng là bất tiện thiệt nhưng khi có phụ nữ bên cạnh thì lại phiền phức chị dâu trước của tôi hai chị ấy là một người rất bình tĩnh dù anh ấy làm gì chị ấy cũng đồng ý bọn họ chưa bao giờ cãi nhau bọn họ không cãi nhau là đúng rồi anh ấy cũng không phải là dạng người ồn ào Cái gì cũng là giống như ông Vợ anh ấy cũng thuộc dạng người ít nói Nhưng mà sức khỏe yếu quá Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ được trẻ quá Sau khi cưới cô vợ trẻ vậy vậy chứ Cô ấy không chăm sóc cho anh ấy sao Chăm sóc nhiều quá nên khiến anh ấy thấy mệt à, Vậy thì anh ấy có nói chán cô ấy không Tại sao bà lại phấn khởi như vậy Bà muốn gia đình có chuyện hay sao Vậy thì anh ấy đã nói cái gì <laughs> <laughs> sao lớn rồi mà anh còn giả bộ à, đau như vậy chứ anh không có làm quá đâu nhưng mà tay của em ai có thể chịu được khi mà em ấn mạnh vào chân và tay của anh như vậy chứ người ta kêu vậy mà em phải nhấn mạnh hơn nữa thì anh mới hết Thôi bị được, khó rồi, tiêu như được như vậy đủ rồi mà đủ rồi đủ rồi anh anh khỏe hơn rồi ha anh vào phòng nghỉ ngơi đây đợi một à. chút đã để em pha cho anh chút trà hoa cúc trà này hỗ trợ tiêu quá và rất tốt cho sức khỏe anh uống một chút trà rồi hẳn đi ngủ nha không cần không cần được rồi anh không sao mà anh thật sự Ê, không sao anh đúng là cứng đầu thật mà đúng là cứng đầu thật mà anh cứ ngồi xuống đi em đem ra liền mẹ ơi na Yon đã khóc rất là nhiều vì thấy đau lòng khi xe chun phải làm việc cực khổ nên con nghĩ là con bé là người tốt đó mẹ ừ con bé chắc là phải yêu xe chun sâu đậm lắm dạ mẹ thấy tội nghiệp cho chi sun và na john quá đi ước gì mẹ của hai đứa nó đừng có quá đáng như vậy dạ na Yon nói mẹ con bé tâm trạng thất thường và thay đổi nhanh chóng ừ con bé nói đúng đó khi con bị thương cô ấy đến và đem thuốc cho con rồi như trở thành một người khác khi đến đây lần trước rồi nói những lời thô lỗ dạ Úi. thật ra thì mẹ biết cô ấy giận gia đình chúng ta vì khiến chi sun trở thành quá phụ mẹ hiểu được mà À, nhưng mà dù sao mẹ cũng thấy rất vui mừng bởi vì na john nó không giống với mẹ của nó chút nào hết dạ anh rể đừng có làm mà ngồi chơi đi đem làm mấy chuyện đó cho sao không có nồi cơm điện ở đây vậy nấu cơm là điều cần thiết mà nồi <laughs> cơm điện ở đây nè anh hả ờ ở đó hả anh rể hay là anh đi tưới cây ở ngoài ban công đi anh Ờ, ban công à Mời anh ra coi thử Hướng này đầy đủ ánh nắng mặt trời Nên có thể trồng được nhiều loại cây ở đây Đúng lắm Đúng vậy Đó là cây gì vậy? Đó là hoa xương rồng à Ờ, à, phải Em mua cây có hoa Hoa sương rồng này lâu lắm mới tàn Dạ, <laughs> <laughs> yeah, hồ sơ của cô làm xong rồi <laughs> Cảm ơn yeah, cô nhiều Dạ, tạm biệt cô ừ. Bệnh nhân ô xin mời vào Ờ à? Cô đợi chút nha Cô có thấy đau ngực không? Tôi không sao rồi Dạ Nãy giờ cô vẫn chưa được vào sao? Dạ phải Đến giờ bệnh viện chưa có phòng trống nữa Tôi hiểu Chúng tôi vẫn còn bị thiếu nhiều phòng Họ có nói khi nào sẽ gọi cô không? Hình như là cỡ khoảng 4 giờ chiều đó Dạ Vậy cô cứ tự nhiên ngồi đây nha Tôi sẽ giúp cô đặt lịch hẹn ha Suy ơi Rất vui được gặp cô anh không được phép tới đây mà tôi biết chứ tôi đến đây để nhìn cô một cái rồi đi cô muốn đặt lịch hẹn tiếp theo là khi nào nếu anh cứ xuất hiện ở chỗ làm của tôi như vậy thì anh sẽ khiến cho tôi gặp phải rắc rối đó ờ tôi biết vậy mà tôi đã nói chuyện với cô ly xuân hy rồi tôi có nghe qua thật ra thì Mẹ tôi đã nhờ cô Sung Huy giúp đỡ Đúng Đúng tôi là một người rất cân nhắc Tôi không thể tập trung làm gì được Trong đầu của tôi chỉ có mỗi gương mặt của cô thôi Tôi bị mất ăn mất ngủ vì cô rồi Anh Sung Chu à Thật sự cô không muốn cho tôi cơ hội nào sao Tôi sẽ đối xử với cô chân thành như là thứ quý giá nhất trong đời Và tôi cũng có thể làm tất cả mọi thứ Chỉ cần đó là những gì mà cô muốn Tôi đã hiểu rồi Tôi cảm ơn anh nhiều lắm Cảm ơn tình cảm của anh Nhưng mà chuyện này Trong tình yêu Không thể chỉ xuất phát từ một phía được đâu cô thật sự không thể nào chấp nhận tôi sao tôi đã nói rõ với anh cảm nhận của mình rồi mà hãy nói cho tôi biết là cô thích cái gì ở tôi đi hoặc là không thích cái gì tôi sẽ sửa đổi thật ra thật ra ngay từ đầu thì anh không phải là dạng người tôi thích rồi và hơn nữa tôi tôi cũng đang hẹn hò với người khác rồi đó chúng tôi học chung mẫu giáo và tiểu học với nhau anh ấy tới bệnh viện tái khám nên chúng tôi mới gặp lại gặp nhau sau nhiều năm bây giờ chúng tôi đang hẹn hò và muốn kết hôn với nhau à. <laughs> Cô đang nói dối phải không Không có đâu tôi nói thật mà Tại sao tôi phải nói dối anh làm gì chứ Đưa tôi số điện thoại của thằng đó Tôi sẽ kiểm tra Hả Chỉ số can của anh hơi cao nhưng mà không quá nguy hiểm Mức độ tổn thương của anh hạ được xuống 4 Tức là tốt Tôi sẽ kê cho anh toa thuốc giống như lần trước Anh ừ, dạ Anh có bị đau hay không Ờ không Vậy anh uống rượu thường như thế nào Thỉnh thoảng tôi uống thì sẽ uống nửa chai rượu à, Tôi còn hết lành không nên uống rượu nữa Chỉ số gan của anh đang rất cao đó Chỉ số cao tới mức nào? Chỉ số 40 là bình thường Nhưng mà của anh là 57 lần Tôi sẽ kê cho anh đơn thuốc Mời anh đợi bên ngoài nha Dạ Lần thứ ba cũng là hai vạch màu đỏ luôn Vui quá, vui quá, vui quá <laughs> Anh yêu hả? Bây giờ em dừng lại được rồi đó Anh đặt lịch cho em rồi Em không nói cho ai biết hết đúng không? Em chỉ nói cho mình bà nội nghe thôi à Sao em không chịu nghe lời anh vậy? Em không thể nào im lặng không nói ra được Nhưng mà anh đừng có lo lắng quá chồng yêu ơi Bà đã hứa với em là sẽ giữ bí mật chuyện này mà Bà hứa là không nói cho ai biết đâu Trời ơi. Sao lại bắt em hứa làm gì không biết nữa Anh đúng là thằng ngốc mà Đừng có cười, đừng có cười, đừng có cười Tạm biệt Em đến đi gặp trưởng qua Anh sợ Tôi không có gì phải sợ hết Tôi chỉ nghĩ tôi đã từng thật đáng thương không thể tin Tôi đã không hiểu rõ con người cô ừ. Là do tôi nhìn nhầm Hay là do cô trở nên quá thảm bại Là anh đã nhìn nhầm Và cũng do em trở nên thảm bại Anh đừng lo Em đã quyết định sẽ đi Đức rồi Yên tâm đi Em thật sự nghiêm túc về chuyện Mình hãy bắt đầu lại từ đầu tất nhiên là em biết chuyện đó không thể được nhưng mà em vẫn muốn thử sức và để chấm dứt mọi chuyện nếu không sau này sẽ hối hận sao không cố gắng hết sức lần cuối biết đâu lại thành công anh thậm chí còn chửi em là đồ bỏ đi và thảm bại nữa mà nên <laughs> em đã quên anh rồi em không nên làm như vậy cuối cùng thì em vẫn còn cảm thấy hối tiếc với anh không biết có nên xin anh cơ hội khác không xin lỗi đã làm anh thất vọng hãy bỏ qua hết chúc cô đừng chấp ngã thêm một lần nữa ừ cảm ơn anh anh đừng lo lắng em sẽ không à phải em biết là anh sẽ không lo lắng cho em đâu em nhận ra rằng đối với vua sehul thì em là một người đã chết đi từ lâu lắm rồi <laughs> tạm biệt Ủa em về rồi hả Anh còn tưởng là anh sẽ về trước em chứ Uống bia đi Em muốn uống bây giờ hay là để tối Chuyện này làm sao đi Em sẽ quay về nhà Em không thể chịu đựng được nữa Không chịu được nữa đâu em chỉ muốn chúng ta có thể ở bên nhau, nhưng không chỉ như vậy. em em không nghĩ mình có đủ kiên nhẫn. mỗi ngày ở đây lại quá dài. danh dự của em đã từng bị tổn thương. em không muốn nhìn thấy anh bị thương mỗi khi đi làm về đâu. không sao đâu. em không cần phải giải thích nhiều. em chọn đúng rồi đó. về nhà đi. chúng ta hãy cùng nhau về đi. đừng lo cho anh nữa. em không cần phải lo cho anh đâu. em có thể không lo cho anh được chứ? ý của em không phải như vậy. anh sẽ lỗi vì đã không đủ năng lực. Anh thật sự xin lỗi em. Sejun à, ý em không phải như vậy đâu. Về nhà đi, em quay về nhà đi. Anh không sao đâu, đừng lo cho anh nữa. Em cứ về nhà của em đi. Và sống, cuộc sống mà trước kia em từng căm ghét đi. Anh đừng có hiểu lầm ý em. Không phải vì tình yêu em dành cho anh thay đổi. Dù cho em thay đổi cũng không sao đâu. Anh không quan tâm là mình có chia tay không. Anh đã kêu em chúng ta lẽ ra nên chia tay rồi mà. Cứ cứng đầu mà không có kế hoạch thì gọi là ngu ngốc đó. Nếu từ đầu anh chịu nghe em, thì anh đã không phải chịu khổ vì chúng ta đã hạnh phúc hơn rồi thì em cứ về đi tiểu em ở đây em sẽ không hạnh phúc đâu anh có thể nói như vậy được sao anh nói sai sao anh không hiểu em sao anh hiểu anh không hiểu gì hết em xin lỗi mình cùng nhau, mình cùng nhau về nhà đi anh Hả? Xe chua nè, mình cùng nhau về nhà đi Anh không thể về được mà Em tưởng là anh đang đùa giỡn sao Xe chua nè Mở cửa ra đi, xe chua nè <laughs> Là em làm đó Em đã nói cho mọi người biết chị anh ấy vẫn không chịu về nhà chúng ta về nhà trước thôi chị đi thôi xe chưa nè chị về đi chị hãy đưa na cho về đi em xin lỗi chị chị chia xuân chị hãy về đi thật sự xin lỗi được rồi chị về trước đi không cần phải nói thêm nhiều nữa mẹ à sao em lại cứng đầu ở đây một mình làm gì vậy hả em muốn ở đi em đừng có diễn nữa em không có diễn mà nếu không phải thì diễn trò làm gì hả? Con hãy coi lại mình đi Con có chịu nổi được một tháng khi dọn ra ngoài hay không mẹ. hả? Mẹ lắm, lại đi à, à, Đi lại đi à, Cái thằng à, hay lắm à, hay Mẹ, mẹ buông cô ra đi Để con yên Trời... mà Em sẽ làm cho mẹ bị thương đó Im lặng theo mẹ về nhà đi <laughs> Cứ để cái đống đó ở đó Đem cái thằng này ra ngoài đi Dạ thưa mẹ, con biết rồi, con biết rồi Mẹ mày... Đi ra ngoài Trời Ê. 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 Mẹ, mẹ Chị à, buông em ra đi mà Xấu hổ quá Buông em ra đi, xấu hổ mà Em biết xấu hổ hả? Mẹ với chị đây cũng xấu hổ à. luôn đó Xấu hổ à? Trời ơi, cái thằng nhóc này biết xấu hổ là gì hay sao? À, thôi được rồi, được rồi, được rồi Con sẽ theo mẹ về nhà được không? Đi mau, đi lẹ à. Trời ơi, xấu hổ quá Xấu hổ? Con còn gì để xấu hổ hơn không? À. Sao con lại có thể trẻ con như vậy hả? Con nghĩ là mọi người bên ngoài sẽ yêu thương con như người nhà hay sao chứ? con sẽ nói gì với bà nội về tay của con đây sao không gọi điện về nhà hả sao lại làm ngơ tin nhắn của mẹ con xin lỗi mẹ con chỉ biết nói xin lỗi lúc nào cũng xin lỗi mà không có ý tứ gì cả mẹ ơi cái gì vậy là đủ rồi mà mẹ sao sao lại đủ hả tại sao mẹ lại không được chửi nó như vậy mẹ là mẹ của nó mà dù sao thì nó cũng chịu về nhà rồi mà ôi trời đất ơi mẹ đang khóc vì cảm kích kéo được nó về nhà <laughs> Thời đại này người ta không quan tâm nhiều đến hàng xóm Chứ nếu chuyện này xảy ra thời xưa Thì sẽ là nỗi xấu hổ cho cả nhà chúng ta với hàng xóm cho con Thôi mẹ 15 ngày nữa con mới về nhà được không Thì có gì khác nhau đâu Sao nếu còn ở thêm 15 ngày Thì có thể tìm lại được danh dự hả à, Không phải đâu Sao vậy Hình như Sơ Chu đã hiểu lầm em rồi Hiểu lầm có thể quá giải được mà Sao chị lại nói những lời tàn nhẫn như vậy Nếu chị không nói những lời đó thì em cũng còn chịu được sao chị có thể nói với mẹ chị sẽ cho mẹ nhập viện chứ mẹ không chịu nghe lời chị đi khám thì phải làm sao đây nhưng dù vậy thì em vẫn thấy tội nghiệp cho mẹ lắm bệnh trầm cảm của mẹ ngày càng nặng hơn rồi đó mẹ còn không thèm ra quán cà phê cứ ngồi lì ở nhà và uống rượu cuối cùng mẹ cũng làm loạn lên mẹ phải nhập viện thôi em biết rồi em sẽ thuyết phục và cũng tới bệnh viện với mẹ em thật sự rất thích anh ấy sao không thể dễ hơn một chút được vậy tại sao tình yêu lại khó khăn tới như vậy chứ Con đậu xe rồi về nhà nha mẹ Ờ, à, được rồi, cảm ơn con nhiều Đi vào trong ừ. nhanh lên Con biết rồi, con đang vào nè ừ. Ừ. Dạ ừ. Yên đó đi Ờ, ừ. về rồi hả Dạ, con xin lỗi bà nội hả. Ông ơi, xe chun về nhà rồi nè Vậy tốt rồi Thôi, vào bếp ăn tối trước đã Dạ, em vào đi để chị dọn cho, vô trong đi Hôm nay mẹ cũng ăn tối nữa Bữa giờ em sống sao rồi Hai đứa có vui không Ờ dạ Nhưng mà nhìn em có vẻ mệt mỏi quá đó Nhìn ấm nhôm luôn à Hai đứa ăn uống làm sao Ăn tự nấu hay là ra ngoài ăn Đôi khi tự nấu Đôi khi ra ngoài Vậy Na John có biết nấu ăn không Nấu ngon không Dạ cô ấy giỏi lắm Chị nhắn tin cho anh Sehun Biết chuyện mẹ đã ra ngoài để bắt em về nhà Rồi anh ấy nhắn lại Cái thằng ngốc này em đừng lo lắng về chuyện đó nha anh ấy hay nói như vậy lắm anh ấy cũng hay kêu chị là đồ ngốc luôn mà mẹ của nayon chắc đã lên kế hoạch bắt tụi em về rồi không Sao hai đứa không chịu trốn xa hơn một chút chứ chị thấy uổng gì hai đứa bị bắt về nhanh quá luôn á thiệt tình là hai cái đứa này con hâm lại canh chưa dạ nồi canh vẫn còn ấm mà bà nội mới tắt bếp chưa được 10 phút Bút cho mẹ dạ bây giờ con không nên uống bia chứ dạ không sao đâu sao con có thể nói câu đó hả tay của em bị sao vậy hả à, bị thương nhẹ thôi mà chị sao lại bị như vậy con đã khử trùng chưa dạ làm rồi ăn xong thì đưa cho ba coi dạ con về rồi ạ à? em ở đây nè anh ơi anh vô trong đi ăn trước đã nè anh ơi đừng nói gì mà Ông kêu chúng ta cứ đối xử với chuông như thể mới bỏ đi sáng nay vậy đó Sao mày bắt nói vậy được vậy? Con không cần biết Em đã đâu? Anh không cần biết đâu Cái thằng ngốc này Đừng có gây thêm rắc rối nữa được không? Dạ Em làm cái gì cũng... Tự lo con trước đi Là mơ sao Không phải là mơ đâu Là mơ hả Không phải đâu mẹ Con đây Con gái của mẹ về rồi sao Thiệt không Thiệt không Thiệt vậy sao trời đất ơi Con nhỏ này mẹ ơi mẹ xin lỗi con sau khi mẹ suy nghĩ nhiều lần mẹ thấy mẹ mẹ thấy là mẹ cũng có cũng có cũng có một chút bệnh hoạn trong đó mẹ đã không bình thường mẹ xin lỗi con xin lỗi con chị của con nói Chị con nói là sẽ cho mẹ nhập viện Vậy cho nên Mẹ đã đi khám Bác sĩ Hoàng lúc 2 giờ chiều Mẹ đã được tư vấn 30 phút Và mẹ được kê thuốc rồi con à Mẹ uống thuốc rồi Bác sĩ nói là mẹ không có nặng lắm đâu con Mẹ sẽ sớm khỏe lại thôi mà Mẹ đi khám bệnh rồi đó Mẹ không sao rồi Nên con đừng có đi nữa nha Bây giờ mẹ mẹ thấy đỡ hơn nhiều rồi bây giờ mẹ thấy đỡ đỡ hơn nhiều rồi dạ nỗi lo lắng của mẹ bớt đi nhiều rồi con à mẹ sẽ không ngăn cản con nữa đâu mẹ biết làm gì với con nữa đây chỉ còn con đừng bao giờ bỏ mẹ nha không đâu sẽ không đâu mẹ ơi không bao giờ Bình tĩnh lại đi Hả? Con vừa nói gì Con mừng là mẹ đã đi khám Cảm ơn mẹ Con nói là con sẽ bắt mẹ nhập viện chứ bộ Mẹ phải ăn chút gì đi Hồi trưa mẹ đã ăn gì chưa Ờ rồi Mẹ đến tiệm làm móng nhờ có ăn cơm trộn rồi Ăn chung với bà chủ tiệm Mẹ ngủ lúc mấy giờ Không biết nữa Hình như khoảng 3 giờ ừ. Hình như là thuốc còn tác dụng Nên mẹ không cảm thấy đói Nhưng mà mẹ vẫn phải ăn chút gì đi Mẹ có mua một chút cháo nè Để mẹ đi hâm nóng cháo nha con Vậy cũng được Con yêu con yêu của mẹ Con yêu ừ. Chê Chun cũng đã chịu về nhà rồi con đi mà con không thấy nhớ mẹ sao con nhớ mẹ nhiều lắm xấu <laughs> <laughs> hổ quá sư chú nọ dạ cử trùng trước đã hồi sáng con đã làm rồi Để ba coi thử Còn thấy sao Không dễ dàng đúng không Dạ Bởi Rất cực khổ Cho dù là túp liều Chỉ cần là nhà thì là nơi tốt nhất Nghe nói con ở nhà thuê à Dạ Ô. Ôi trời ơi, sao con bị đâm sâu quá vậy con đi chích ngừa chưa dạ con chích rồi <laughs> con thấy na doan thế nào khi hai đứa sống chung với nhau con thấy có hợp không dạ nghe nói con chưa mang đồ về nhà hả ngày mai quay lại đó rồi thu dọn đồ đạc hết đi, Đó thuê lại phòng đó rồi đi về nhà. Dạ. Bà nghe nói là Na Dôn thật sự thích con rất nhiều. Ai nói gì? Thì mẹ nói. Na Dôn gặp mẹ cho địa chỉ rồi kêu con đi về đó. Con bé khóc rất nhiều. Khi kể với mẹ về những nỗi cực nhọc mà con phải chịu. Em thật sự thích anh, cô gái của em. Mẹ 네, 사람이에요. 정탄이 Chân thành như vậy, tất cả cơn giận của mẹ con đều tiêu tan hết. Mẹ con nghĩ rằng Na-yong là một người tốt. Dạ phải, cô ấy có trái tim nhân hậu lắm có lẽ người xưa nói rất đúng, mọi tình yêu chân thật, tinh thần thể xác của con mệt mỏi rồi đúng không? cô nghỉ ngơi chút đi. À. bà sao hả? cô thấy xấu hổ quá. <laughs> không sao đâu. chúng ta có nên tổ chức tiệc chào mừng con trai cưng về nhà hay không ta? <cười> <cười> <laughs> vết thương của xe chua sao rồi ờ à, không sao thằng bé đã sơ cứu đúng cách dạ mai ngủ ngon nha ờ à, con đi ngủ đi dừng lại không được kể từ hôm nay không được đến gần em nữa nha bà nội nói là anh không nên quá gần gũi với em đâu ồ tốt quá thoải mái đó à, vậy thì đỡ rồi hả tại lúc nào cũng phiền anh hết á làm anh mệt muốn chết còn phải đi khám cho bệnh nhân nữa nhưng giờ anh đã có lối thoát rồi chồng mà anh thấy mệt hả <laughs> đâu có giỡn anh đâu giỡn <laughs> em làm phiền anh hồi nào chứ em không để yên cho anh phúc nào được hay sao vậy? lúc nào cũng ôm ấp mắt xa hết hồi nào hồi nào hồi nào hồi nào nhìn em kìa nhìn kìa nhìn kìa hôn miếng một trăm một cái một trăm con mắc quá một quân thôi anh giống vậy đắt giá rồi còn gì anh giảm cho em còn năm mươi thôi năm mươi quân cũng được năm trăm quân được hôn mười cái có phải không ừ uhm. à, sao em lại thích hôn anh nhiều như vậy chứ hôn ba lần rồi nên em còn mấy cái thôi đó hôn kiểu pháp bao nhiêu tiền anh phải đi làm việc nữa một cái thôi Không làm vậy được mà Chẳng phải bà nói là không được gần gũi nhau sao <laughs> Mẹ cư xử kỳ lạ và mất kiểm soát lắm hả con Mẹ cư xử càng ngày càng tệ đó Từ khi nào vậy uhm, Hình như là từ tháng 2 vừa qua Không phải đâu Là từ ngày mẹ đến nhà của ông Choi Và vô tình nhìn thấy cảnh vợ của ông ấy chết Kể từ lúc đó thì mẹ bị hoảng loạn và không thể tập trung suy nghĩ gì hết mẹ biết mà con có thể là vậy một khi mọi chuyện rối tung lên mẹ sẽ nghĩ tới những chuyện kinh khủng hơn để xảy ra và mẹ thấy dường như là mọi người ai cũng đang lừa dối mẹ và họ đang không tôn trọng mẹ mẹ đã cố gắng không nghĩ như vậy nhưng mà tới lúc đó thì mẹ không thể ngăn được mình nếu mẹ cố gắng không thay đổi tâm trạng như vậy mẹ có thể học cách tự kiểm soát được đó đúng vậy mẹ sẽ làm được mà mẹ sẽ ráng và đừng quên phải uống thuốc đều đặn bây giờ mẹ cảm thấy tốt hơn rồi con thấy hạnh phúc lắm nếu mẹ thấy vui thì con cũng cảm thấy vui mà ừ con gái yêu trời ơi con gái yêu của mẹ nhắn cho mọi người Mình biết phải làm sao đây Lỡ sáng mai chúng ta dậy mà xe chun lại trốn nhà đi nữa Ê, không có đâu Không có na vô thì một mình thằng bé có thể làm gì được à... Bà ơi, xe chun nó về nhà rồi nè Ôi trời ơi, thật sao Xin được thông báo, đứa con trai nhỏ nhất đã về nhà rồi viết thông báo gì mà ngắn ngủng à Ai... ờ anh hả anh nhận được thông báo của jeho chưa ờ à. ờ à, em đang về nhà nè sắp tới rồi bạn của em hẹn gặp trễ cho nên hôm nay tụi em mới về trễ thằng nhóc này nếu lỡ bỏ nhà đi rồi thì nên ăn chơi lâu một chút rồi hãy về chứ về sớm lãm diện biết thật là uổng phí nè lúc em bỏ trốn khỏi nhà em có làm được như vậy không mà nói <laughs> được rồi về nhà nghỉ ngơi đi ừ ờ à. sao anh còn chưa đi ngủ nữa ờ à, anh định coi xong trận này mới ngủ Ai, phòng tắm mà có bồn tắm thật là ấm áp và thoải mái mà em rất thích phòng tắm đó em mệt mỏi như vậy rồi sao không vô ngủ trước đi anh lúc nào cũng kêu em ngủ trước em thấy buồn lắm đó thì tại bình thường anh hay ngủ trễ mà sau khi ngâm mình trong bồn nước nóng xong thì bây giờ em đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Hay là anh cũng ngâm mình thử đi. Ngày nào anh cũng đi sông hơi mà. Anh thích chơi golf nhiều đến vậy hả? Anh thích coi mà không bị phân tâm. Phân tâm? Phân tâm chuyện gì chứ? Thì cái này cái kia. Mà dạng phân tâm là gì vậy anh? Anh ấy là người chơi mà anh thích nhất đó. Sao hôm nay đánh gì kỳ cục vậy không biết? Ê... Sao vậy anh Minh Hô? anh uống một lon bia rồi đi ngủ sao nữa rồi anh không bao giờ chịu nghe em nói hết em đã nói với anh là bia rượu không tốt cho thận rồi mà đặc biệt là đối với đàn ông nữa khi axit uric trong máu tăng cao thì anh sẽ có nguy cơ bị bệnh gút đó anh không thể bỏ uống bia được sao thận của anh bây giờ chưa có vấn đề gì đâu hiện tại thì anh không sao như sau đó thì Sumi. Dạ. Anh cảm ơn em vì đã chăm sóc cho anh. Nói sau đi. Anh hy vọng em đừng can thiệp quá nhiều vào cuộc đời của anh. Em can thiệp vào đời anh sao? Em có thích không nếu như anh bắt em bỏ đi sở thích duy nhất của em? tiền kết hôn với em. Anh cứ tưởng là anh sẽ có một người bạn cùng anh uống bia mỗi tối. Anh cứ tưởng là em thích uống bia chứ. Em... Em chỉ uống khi em muốn dễ đi ngủ thôi. Chứ không có nghiện uống đến như vậy đâu Thì anh cũng vậy thôi Để em mở cho anh Không cần không cần Để anh Cái này á Ngay cả âm thanh mở nắp lon Cũng là một thú vui của anh đó Ơ trời ơi ngon thiệt đó Anh xét nghiệm axit uric khi nào vậy Anh ấy hôm nay đánh rất tốt đồ nghe Đúng là Rất điều luyện Anh khám tổng quát khi nào Để anh coi Ừ, để yên cho anh coi. Dạ. Nhưng mà mẹ có xê hi à, ngay cả con chó con mẹ cũng trốn ra ngoài một khi đã trải nghiệm không khí bên ngoài mà. Vì hy vọng là xê chui sẽ không bị như vậy. Nhưng mà con có cơ tử vi của nó chưa hả? Nó không có chân đi chứ. Mà khoan đã hình như gì lộn chủ đề. Sao có thể như vậy khi ước mơ nó là nhà văn du lịch chứ? <laughs> con đừng có tinh thần bé nha. Không biết khi nào nó trốn đi nữa đó. Sao con có thể ngăn cản được nó Nếu nó bỏ đi lần nữa Dạ Dạ vậy dì cứ nghỉ ngơi Sao dì có thể Đi so sánh con trai mình với con chó con mèo được chứ dạ. Na Giòn đề nghị việc kinh doanh Quán cà phê truyện tranh đúng không Dạ Sao con không muốn mọi chuyện đã qua rồi nè giờ dự định của con là gì <laughs> con cũng không biết nữa con chưa nghĩ được cái gì hết con cũng không muốn nghĩ tới chuyện gì nữa con bé không gọi sao chưa nói chuyện sao cô ấy im lặng mẹ cô ấy chắc là đang mắng chửi và thuyết phục cô ấy thay đổi suy nghĩ về chuyện này con về phòng đi Rốt cuộc tình yêu là cái gì? <laughs> tình yêu là cái gì? Đứa con trai út Xe Chuông chỉ quan tâm đến mỗi chuyện du lịch Dây rồi bất chợt thằng bé biết yêu và mù quáng bởi vì tình yêu Nó đã bỏ trốn khỏi nhà Hôm nay nó mới quay về Mình thật tò mò không biết bây giờ Tây Hy đang nghĩ gì Sau khi con gái của cô ấy và con trai mình đã ở bên nhau 15 ngày Chuyện gì sẽ đợi chúng ta vào ngày mai đây. Thôi cứ mặc kệ. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chúc buổi sáng tốt lành thương bà nội. <laughs> dạ. Mẹ ơi hôm nay vui đi chạy không nổi rồi Sao giờ thức dậy của con bé bất thường vậy chứ Tối ngủ trễ sao Dạ cũng hơi Con đừng nói gì về xe chun nữa Mẹ kêu con lo chuyện của mình rồi mà Đúng vậy Dù vậy nhưng bỏ trốn khỏi nhà Con không nghĩ chúng ta nên bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy đâu Nếu như mẹ bỏ qua Thì sau này con cũng sẽ làm giống nó luôn á Vậy chứ mẹ phải làm sao con muốn ba mẹ đánh đòn thằng bé hả mình nên giải quyết vấn đề một cách nghiêm túc mẹ ba mẹ mà không có con bỏ nhà đi lúc nào cũng không khóa cửa con biết không vì lo con mình về sẽ không giàu được <laughs> có con rồi đi sẽ hiểu cảnh đó hơ, à, chúc ba buổi sáng tốt nữa. <laughs> sư chú mình vẫn chưa vậy à vẫn chưa thằng bé chắc cần phải nghỉ ngơi thằng bé cũng đã chịu nhiều căng thẳng quá rồi ơi <laughs> 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 lâu rồi mới được ngủ ngon như vậy đó cảm giác đó chính là Sư chuông nó ngủ ở trên lầu khiến cho anh cảm thấy nhẹ nhõm và ngủ được thật là sâu <laughs> chê hô à, à dạ dạ à, con tới ngay còn với hê chung vào đây một lát dạ ừ vào trong đi anh à, dạ ôi đi dạ nhanh chóng cho xe chuông kết hôn đi hả à. thằng bé dắt con gái người ta bỏ trốn ra ở riêng là một người đàn ông đó, thằng bé phải chịu trách nhiệm chứ thôi trời ơi sao ông lại thiếu kiên nhẫn tới như vậy chứ không muốn nó cưới sao ơi thằng bé vừa mới về nhà nó còn đang ngủ chưa dậy nữa kia kìa vậy mà bây giờ ông lại bắt thằng bé kết hôn ngay lập tức hay sao Tôi nghĩ vấn đề của xe chuông sẽ được giải quyết một khi nó kết hôn. Dạ, ba nói đúng nhưng mà... Ừ, làm theo cách của ông thì cũng được đó. Nhưng trước tiên tụi nó cần phải biết được bên nhà gái người ta nghĩ thế nào về chuyện đó rồi sau đó mới từ từ suy nghĩ và quyết định nên làm cái gì. Thì cứ qua hỏi nhà gái là được. Nhưng mà ba ơi, thật ra thì con nghĩ chuyện này không dễ dàng gì đâu vì còn mẹ của Na Giòn nữa. Còn gái cô ấy đã sống chung với người con trai cho nên cô ấy không thể cứ khăng khăng theo ý cô ấy được ừ, ba nhưng sao mẹ con bé lại không chấp nhận được khi mà mình nói sẽ chăm sóc nó đàng hoàng không đâu cô ấy không từ chối ừ, đâu trời. mẹ na do là một người có tính cách rất khác biệt cô ấy sẽ cười vào mặt chúng ta cho coi cái gì à, nhưng dù sao thì ba chúng ta nên đợi cho đến khi hai đứa nó tự lên kế hoạch trước đã ha đúng vậy đó ba bây giờ có lẽ chuyện kết hôn còn quá sớm vậy giờ vấn đề là gì mẹ của na john cũng không thích gia đình chúng ta vì cô ấy nghĩ gia đình chúng ta không may mắn tại sao nói gia đình chúng ta không may mắn chứ mẹ không thích con trai của gia đình kém may mắn đó na john à xin mẹ đừng phản đối mà con muốn kết hôn với anh ấy gả con cho Sejun đi vậy hai đứa tính làm gì để kiếm sống đây tụi con sẽ cùng làm việc mà nó muốn làm nhà văn du lịch mà vậy thì con sẽ phải sống giống như là quá phụ đó không sao đâu con chấp nhận hết bộ con có thai rồi hả có thai rồi có phải vậy không không phải như vậy đâu mẹ à <laughs> rồi sao anh ấy là một người rất nhân hậu con yêu anh ấy chỉ sao mẹ thôi hả chỉ sao mỗi mẹ hả đúng vậy con yêu mẹ nhất không ai có thể thay thế vị trí của mẹ trong tim con đâu anh ấy khéo léo hiểu được giá trị của cuộc sống con đã nói với anh ấy là hãy lấy tiền con để làm kinh doanh nhưng anh ấy đã từ chối anh ấy cũng sẽ tốt với mẹ nữa chắc chắn đó anh ấy là một người có trái tim nhân hậu và rất tốt tính nó tốt thật sao mẹ chỉ biết thằng bé có một tính cách rất mạnh mẽ nhưng mà Mẹ đối xử tệ với thằng bé Nó sẽ thích mẹ sao con Ồ oh, Cái thằng này thật sự không xứng với con gái của mẹ mà Nhưng con không muốn sống mà không có anh ấy đâu Mẹ 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 không muốn con sẽ bị như Chi Xuân vậy Mẹ à do nè ừ. thằng bé đó đứng thứ hai sao mẹ có phải không con ừ. không có ai có thể thay thế mẹ được sao Tất nhiên rồi mẹ là mẹ của con mà mẹ biết đó chỉ là một lời nói dối nhưng mà mẹ thích lắm con à con còn ngủ hả? Nè Dạ Con dậy rồi Ăn đi rồi ngủ 10 giờ mấy rồi đó Dạ Ông nội nói muốn cho hai đứa kết hôn đó Hả? Ông muốn con chịu trách nhiệm Mẹ à sao tự nhiên nói chuyện kết hôn chứ bây giờ làm sao con có thể nghĩ tới chuyện kết hôn được hai đứa làm chuyện gì rồi chỉ nắm tay ngủ thôi sao ờ, không phải là vấn đề đó chuyện đó khác với hôn nhân chính thức mà mẹ có gì khác nhau đâu tụi con định ra ở riêng không cho gia đình biết sau đó ổn định rồi mới có con khi tụi con có con thì mẹ của na do mới chấp nhận tụi con nên bây giờ làm sao con có thể nghĩ tới chuyện hôn nhân được mẹ của na do bây giờ không chấp nhận tụi con đâu con cũng chưa sẵn sàng con không muốn kết hôn không phải là bây giờ Con thật vô trách nhiệm Sau khi ở riêng với con bé như vậy Con nghĩ chuyện này không là gì sao Con cho là vậy hả Tại sao mẹ không để cho con ở đó Sao mẹ lại phải bắt con về nhà làm gì chứ Khiến con thành một kẻ thất bại trong nhà này rồi Một khi Najon về với mẹ cô ấy thì coi như xong rồi Nếu vậy thì kế hoạch của con là gì Con định sẽ kết thúc chuyện này thế nào đây Sẽ có cách tốt hơn hiện tại mà mẹ <laughs> Najon nói là cô ấy rất đau lòng Khi nhìn thấy con phải làm việc cực khổ nhưng con cảm giác như thật ra Cô ấy thấy thất vọng vì con Vì con là một người vô dụng Nếu duyên số đã định như vậy Chúng ta hãy chấp nhận đi Con đã quá tham làm những thứ không thuộc về mình Sê chun à Con sẽ tự lo được mà Mẹ đừng lo cho con nữa Xuống ăn đi con à con à yuri à dạ <laughs> bây giờ là mấy giờ rồi mẹ con không thấy đói hay sao bây giờ 10 giờ mấy rồi à, con thật sự xin lỗi mẹ nha lúc anh sư chu đi làm là con dậy rồi thiệt là điên mà sao dạo này con có buồn ngủ hoài vậy không biết nữa ừ. Ê, trời đất ơi à. Anh ngủ ngon không? Mình nói chuyện được không? Ờ, à, anh Sê Chun, mẹ em đi ra quán cà phê rồi. Anh sao rồi? Anh đã ở phòng trọ dọn dẹp. Anh sẽ ghé qua trung tâm và cho thuê lại phòng này. Em rất nhớ anh. Giận em hả? Không có, anh không có giận giọng anh có vẻ đang giận mà không có mà lát nên gọi cho em sao vậy nha khoảng mấy giờ ăn được không ba sợ là con sẽ không thích gì này dạ không con có thể ăn được mà vậy thì tốt rồi con dùng thử nước chấm đi húp miếng canh đi ăn uống đầy đủ rất quan trọng cho việc học của con dạ ở tuổi của con á có phải ba đã từng mơ ước làm công việc hiện tại đúng không ba ồ cùng đâu từ trung học ba muốn làm đạo diễn phim nên ba làm việc trong ngành điện ảnh suốt một thời gian dài rồi sau đó chuyển sang quảng cáo đi kiếm thêm ừ. lúc đầu thì cũng rất là khó khăn dạ giáo viên của con nói với ba con không hứng thú với việc gì khi lớn lên sao dạ nghe nói con này cân nhắc ngành kỹ sư máy tính con thích nó sao con có thể kiếm được việc nhanh hơn với ngành đó đó ba <laughs> con có chơi thể thao không ừ, thỉnh thoảng cũng chơi chủ yếu ở trong trường bắt buộc học con chơi bóng rổ có giỏi không cũng được, bạn con rủ con chơi cùng thì con chơi chung thôi Bữa nào con chơi với ba không? Không thích hả? Dạ không Cũng được Anh không đến công ty làm việc sao? Lát nữa anh mới đi Giáo viên chủ nhiệm nói gì vậy? Ờ, không có gì phải lo lắng hết bọn trẻ con thời đại bây giờ cũng có phần thấu hiểu hơn về chuyện ly hôn và tái hôn của bà mẹ và hơn vậy nữa thằng bé cũng trưởng thành hơn người khác và tính cách của nó cũng rất tốt thằng bé giống anh mà <laughs> nó ăn gì chưa anh ừ thằng bé muốn thử ăn nhà hàng việt nam vậy tốt rồi vậy bạn bè thì sao em lo là thằng bé sẽ cô đơn khi mà không có nhiều bạn anh nghĩ là em không cần phải lo đâu thằng bé hòa nhập với bạn bè cũng nhanh lắm nó khá là dễ tính điểm số cũng tốt và học rất chăm chỉ nữa ồ thiệt là tự hào mà em thấy vui lắm đó <laughs> Gì Cảm ơn em Anh không thể làm được gì nếu như không có em ừ. Miễn sao đừng có đột nhiên thêm một đứa con gái là được Ê <cười> <cười> Anh ấy nói không thể tập trung làm việc được Gương mặt tôi cứ xuất hiện trong đầu khiến anh ấy mất ngủ Anh ấy nói sẽ làm tất cả vì tôi Và hy sinh vì tôi <laughs> Anh ấy còn hỏi tôi á là tôi không vừa mắt anh ấy ở điểm nào Thì anh ấy sẽ sửa đổi lại tất cả Và anh ấy sẽ khiến cho tôi chấp nhận quen anh ấy Sao anh ấy có thể nói những lời này được chứ Tôi là không thể nói những câu sến suối như vậy được Bởi đâu. vậy mới nói Mỗi người mỗi tính cách khác nhau Mới yêu có thể trẻ con và sến suối như vậy Nhưng rồi một ngày khi thức dậy Sẽ xấu hổ muốn trốn đi vì những lời đã nói đó Ai nói câu đó vậy Anh ở chỗ làm chung đã nói với tôi như vậy đó Không phải kinh nghiệm của cô Khi yêu thì thành trẻ con cũng có làm sao đâu Sohia tôi nghĩ là tôi đã yêu cô rồi vừa lúc nãy khi cô để bắp rang vào miệng tôi muốn được làm hạt bắp đó đó <cười> <cười> mẹ tôi đang thúc giục tôi tái hôn mới nói với tôi hôm qua kêu tôi cùng dọn tới seattle cậu đi không nghĩ sao tôi không hợp với mẹ của tôi đâu không đi vậy cậu phải sống một mình mọi người ai cũng phải sống cuộc sống của mình mà tôi có cô mà cái gì hả à, mình vào thôi Ờ à. Cậu đi đi, nếu không sẽ sống một mình đó Tôi muốn ở đây với cô mà Nè, cái thằng này <laughs> Đi bộ chậm vậy sao Nếu mình đi chậm vậy sẽ tốn đến 20 phút đó Sao chúng ta lại đi tới đây vậy Đến xem căn hộ chung cư hả Chị ơi Đây nè, đây nè, đây nè Đó là căn hộ cô Sóc Chung À Vào trong đi, rồi xem thử ha Ôi trời ơi, ông đang nói cái gì vậy hả? Ở đâu cô ấy có tiền mua căn hộ được chứ? Thì vào trong xem thử đi, nhanh lên đi, vào trong xem. Đi vào đi mà. Chị ơi, chị ơi, vô đây, vô đây. Mời anh chị vô nhà. Bọn họ vừa mới vào bộ bàn ghế ở phòng khách khoảng 2 tiếng trước. Cái ghế sofa này dành cho chị đó. Đây là phòng ngủ Ở đây có cửa trượt nè Tiết kiệm tiện lợi Thấy sao hả? Nè Anh chị uống nước ép không? Ừ, cũng được <laughs> Bà thấy không thích sao? Tôi hiểu rồi ông chi bao nhiêu tiền rồi có một chút thôi mà bà không cần dọn vô luôn một tuần ở đây một hai ngày coi như là nhà nghỉ cũng được mà